Chào mừng các em đến với giờ học trực tuyến môn Ngữ văn 7. Khi hiểu về cách lập ý trong bài văn biểu cảm, chúng ta đã nhận thấy yếu tố tự sự và miêu tả có vai trò rất quan trọng. Trong tiết học này, cô sẽ giúp các em biết sử dụng các yếu tố này như thế nào để tăng sức biểu cảm cho bài văn. Chúng ta bước vào bài học. Tiết 26. Các yếu tố tự sự miêu tả trong bài văn biểu cảm Luyện nói văn biểu cảm về sự vật con người Một la mã Tự sự và miêu tả trong bài văn biểu cảm Một nhỏ ví dụ Ví dụ một Tìm yếu tố tự sự và miêu tả trong bài thơ sau Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà cảnh khuya Hồ Chí Minh ta thấy yếu tố miêu tả trong bài thơ gồm có âm thanh tiếng suối cảnh vật có chăng hoa cây cổ thụ yếu tố tự sự kể về tâm sự của một người chưa ngủ còn thao thức vì lỗi no nỗi lo cho vận mệnh đất nước canh cánh trong lòng tác dụng của việc kết hợp các yếu tố tự sự miêu tả trong bài thơ là làm gợi vẻ đẹp của đêm trăng và cảm xúc của bác trong đêm trăng tình yêu thiên nhiên với niềm yêu nước thương dân sâu sắc tha thiết ví dụ hai tìm yếu tố tự sự miêu tả trong đoạn văn và cảm nghĩ của tác giả. Các em mở sách giáo khoa trong 137. Chúng ta đọc văn bản. Những ngón chân của bố khum khum lúc nào cũng như bám vào đất để khỏi trơn ngã. Người ta nói đấy là bàn chân vất vả. Gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ cũng khuyết một miếng, không đầy đặn như gan bàn chân người khác. Mô bàn chân mốc trắng, bong ra từng bãi, có nốt lấm tấm. Đêm nào bố cũng ngâm nước nóng hòa muối, gãi lấy gãi để rồi xỏ vào đôi guốc mộc. Khi ngủ bố rên, rên vì đau mình nhưng cũng rên vì nhức chân, rượu tê thấp không tài nào xoa bóp nổi xoa bóp khỏi Bố đi chân đất, bố đi ngang dọc đông tây Đâu đâu con không hiểu Con chỉ thấy ngày nào bố cũng ngâm chân xuống nước Xuống bùn để câu quăng Bố tất bật đi từ khi xương còn đẫm ngọn cây ngọn cỏ Khi bố về cũng là lúc cây cỏ đẫm xương đêm cái thúng câu bao lần trà đi sát lại bằng sắn thuyền. Cái ống câu nhẵn mòn cái cần câu bóng dấu tay cầm con chỉ biết cái hòm đồ nghề cắt tóc sực mùi dầu máy cha tông đơ cái ghế xếp bao lần thay vải nó đi theo bố đi xa lắm bố ơi bố chữa làm sao được lành lặn đôi bàn chân ấy đôi bàn chân dầm xương dãi nắng đã thành bệnh duy khán tuổi thơ im lặng ta nhận thấy các yếu tố miêu tả trong đoạn văn đó là những ngón chân của bố khum khum, gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, mu bàn chân mốc trắng, bong ra từng bãi lại có nốt lấm tấm. Yếu tố tự sự đó là đêm nào bố cũng ngâm nước nóng hòa muối, gãi lấy gãi để rồi xỏ vào đôi guốc mộc Bố đi chân đất Bố tất bật đi từ khi xương còn đẫm ngọn cây ngọn cỏ. Tóm lại, yếu tố tự sự trong đoạn văn trên đó là kể chuyện người bố ngâm nước muối ngâm chân nước muối, bố đi chân đất, bố tất bật đi từ sớm. Yếu tố miêu tả là tả về bàn chân của bố xám xịt, lỗ rỗ, mua bàn chân mốc trắng, bong da cảm nghĩ của tác giả trong đoạn văn đó là thương bố vất vả, hy sinh cho con và gia đình. Nếu không có yếu tố miêu tả tự sự thì người đọc có hình dung được về đối tượng biểu cảm hay không? Lúc đó ta rất khó hình dung được về đối tượng biểu cảm và nếu không có yếu tố tự sự miêu tả thì người viết phải bộc lộ trực tiếp tình cảm với người bố sẽ không tạo được sự đồng cảm cũng như cảm xúc thiếu sâu sắc chân thành vì yếu tố tự sự và miêu tả giúp chúng ta hiểu hình dung một cách cụ thể nên dễ có sự đồng cảm vậy muốn bộc lộ suy nghĩ cảm xúc của mình đối với con người và sự vật xung quanh thì chúng ta cần kết hợp sử dụng những phương thức nào đó là phương thức tự sự và miêu tả trong bài văn biểu cảm Và ở đoạn văn trên Yếu tố miêu tả tự sự được gợi lên trong niềm hồi tưởng Gợi cảm xúc cho người đọc Từ đó các em cần nắm được những kiến thức trong phần ghi nhớ Muốn phát biểu suy nghĩ, cảm xúc đối với đời sống xung quanh, Hãy dùng phương thức tự sự và miêu tả để gợi ra đối tượng biểu cảm và gửi gắm cảm xúc. Tự sự và miêu tả ở đây nhằm kheo gợi cảm xúc do cảm xúc chi phối, chứ không nhằm mục đích kể chuyện, miêu tả đầy đủ sự việc, phong cảnh. Chúng ta chuyển sang phần 2 là mã, luyện tập. các em hãy nối câu thơ với những cụm từ miêu tả trăng sao cho phù hợp và đây là kết quả ở câu thứ nhất người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ câu thứ hai trung thu vành vạnh mảnh gương thu câu ba trung thu trăng sáng như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Câu 4. Trăng vào cửa sổ đòi thơ, việc quân đang bận xin chờ hôm sau. Phân tích vai trò của yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn thơ sau mình về với bác đường xuôi Thưa dùm Việt Bắc không nguôi nhớ người Nhớ ông cụ mắt sáng ngời Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường Nhớ người những sớm tinh xương ung dung yên ngựa trên đường suối reo Nhớ chân người bước lên đèo Người đi rừng núi trông theo bóng người Trích Việt Bắc Tố Hữu ở đây yếu tố tự sự đó là những sáng tinh xương cưỡi ngựa yếu tố miêu tả miêu tả về ông cụ có đôi mắt sáng ngời áo nâu túi vải đó thể hiện được hình ảnh bác trở nên gần gũi giản dị đẹp rạng ngời trong những tấm lòng thành kính yêu thương Các em trả lời câu hỏi, yếu tố tự sự và miêu tả dùng trong văn biểu cảm phải tuân thủ theo nguyên tắc nào? Chúng ta chọn lựa trong 4 đáp án sau. Thứ nhất, tự sự nhằm mục đích kể chuyện nên phải kể thật đầy đủ. Thứ hai, miêu tả thật chi tiết và cụ thể, tỉ mỉ. Thứ ba, tự sự và miêu tả cần kết hợp chặt chẽ với nhau. Và cuối cùng, tự sự và miêu tả chỉ nhằm khơi gợi cảm xúc do cảm xúc chi phối và đó đáp đáp án chính là câu d tự sự và miêu tả chỉ nhằm khơi gợi cảm xúc do cảm xúc chi phối chúng ta chuyển sang giải bài tập bài tập số 1 sách giáo khoa trong 138 em hãy kể lại nội dung bài bài ca nhà tranh bị gió thu phá của đỗ phủ bằng một bài văn xuôi biểu cảm cô gợi ý các em kể lại theo bốn sự việc chính thứ nhất là cảnh nhà tranh bị gió thu phá thứ hai là trẻ thôn nam cướp tranh của tác giả sự việc thứ ba là nỗi khổ của nhà thơ trong đêm nhà tranh bị phá và cuối cùng sự việc thứ tư ước mơ cao cả của nhà thơ bài tập số 2. Chúng ta sẽ đọc văn bản trong sách giáo khoa trong 138. Mỗi sáng, mẹ tôi gỡ tóc bằng cái lược thưa gỗ vàng vàng. Thế nào rồi cũng có ít tóc rối. Mẹ vo dắt nó lên đòn tay chỗ mái hiên nhà. Rồi chị tôi cũng làm thế, bắt trước mẹ cũng gỡ tóc rối vo vo dắt mớ tóc rối lên chỗ ấy thỉnh thoảng trên đường làng có bà cụ rao to ai tóc rối đổi kẹo không một thúng, một bên thúng là mảnh chai vỡ đồng nát lông vịt tóc rối còn bên kia chỉ có cái niêu đất đúng hơn là một cái an cái liễn đựng một thứ kẹo mà bất cứ một đứa trẻ nào cũng phải mê bà cụ lấy kẹo lên bằng chiếc đũa cả quấn vào đầu que thật khéo kẹo cứ lồng khồng trông rất nhiều nhưng cho vào miệng nó xẹp lại chỉ còn tí tẹo bà cụ đưa kẹo cho chúng tôi đổi lại nắm tóc rối của bà của mẹ hay của chị tóc rối bán bà cụ không mua mua kẹo bà cụ không bán chỉ đổi thôi thế là mỗi lần bà cụ qua ngõ tôi lại kiễng chân với tay lên chỗ mái hiên mẹ bảo đó là kẹo mầm làm bằng mầm cây gạ, mầm cây mạ, mầm thóc, hoàn toàn không có đường mật gì cả. Nhưng sao nó ngọt thế hơn cả kẹo bột, kẹo bi? Mẹ tôi đã mất, chị tôi đi lấy chồng xa, cứ mỗi lần có ai đi qua rao lên, ai đổi kẹo. Tôi lại tưởng như thấy mẹ tôi đầu ngồi đầu hè gỡ tóc bằng cái lược gỗ màu vàng vàng đầu mẹ nghiêng nghiêng sóng tóc đổ dài một bên vai rồi mẹ vuốt cái lược vo vo nắm tóc dắt nó lên mái hiên nhà que kẹo mầm tuổi thơ mẹ ơi còn có bao giờ con được thấy mẹ ngồi gỡ tóc như thế nữa theo băng sơn để viết lại thành một bài văn biểu cảm, các em cần xác định được các yếu tố miêu tả, tự sự và biểu cảm và lưu ý trọng tâm của bài văn là phương thức biểu cảm. yếu tố tự sự ở đây đó là chuyện đổi tóc rối lấy kẹo mầm ngày bé, yếu tố miêu tả là cảnh trải tóc của người mẹ ngày xưa, hình ảnh của người mẹ yếu tố biểu cảm đó là lòng nhớ mẹ khôn xiết Chúng ta chuyển sang phần ba la mã luyện nói văn biểu cảm về sự vật con người. Các em tìm hiểu đề bài sau. Cảm nghĩ về thầy, cô giáo, những người lái đò đưa thế hệ cập bến, thế hệ trẻ cập bến tương lai. Chúng ta phải thực hiện những yêu cầu sau: xác định được thể loại của bài văn đó là văn biểu cảm, đối tượng là viết về thầy cô giáo. Hình ảnh ẩn dụ ở đây đó là người lái đò cập bến, thể hiện được vai trò và công lao của người thầy với học trò. Hình thức, bố cục bài văn phải đủ 3 phần, các ý phải được sắp xếp hợp lý, lời văn miêu tả rõ ràng, trong sáng, diễn đạt trôi chảy, tự nhiên và diễn cảm. Cô sẽ hướng dẫn các em viết dàn ý sơ lược. A nhỏ mở bài, nêu được đối tượng biểu cảm, cảm xúc chung đối với đối tượng. Ví dụ như là nêu hoàn cảnh nảy sinh cảm xúc về thầy cô, có thể là nhân ngày 20 tháng 11, nhớ về một kỷ niệm. B thân bài, hồi tưởng về thầy giáo, cô giáo, nhớ lại kỷ niệm về sự chăm sóc của thầy cô và nêu cảm xúc. Nêu suy nghĩ về hiện tại thầy cô dạy hết lớp học sinh này đến lớp học sinh khác như chở những chuyến đò người lái đò đây là người thầy đã đưa biết bao thế hệ học sinh cập bến tương lai bao thế hệ học sinh đã trưởng thành vai trò của người thầy rất lớn đến sự trưởng thành của mỗi người đến sự phát triển của xã hội nhớ mãi hình ảnh thầy cô c kết bài khẳng định lại tình cảm đối với đối tượng thể hiện niềm mong ước những suy nghĩ về đối tượng kính trọng và biết ơn thầy cô nguyện ra sức học tập và sau đây là nội dung ghi bài các em hãy ghi vào tập bài học nhé